Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay mình sẽ test thử game giả lập trên cây Nokia N95 nha các bạn. Còn đây là phần mềm giả lập Game Boy 2 nút hồi xưa. Bây giờ mình sẽ mở lên và chơi thử một tựa game Kirby cực kỳ cute nha các bạn. Cái game này mình thấy đồ họa cũng khá là đẹp các bạn ơi. Start game. One player. Nhảy nè. Hút nè. Đi ra. Hút nè. Hút nè. Game hay đó, dễ thương. Hút. Ui. Đó. Xong phim. Xong phim. Ish. Ồ, cháy. Ồ, giờ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.